Những ngày này, cán bộ và nhân dân thôn Trường Hải, xã Đan Trường đang tập trung mở rộng tuyến đường ngõ xóm dài hơn 100 mét. Trước đây, tuyến đường này, đoạn hẹp nhất chỉ rộng hơn 1,5 mét. Hai hộ dân nơi đây đã hiến hơn 80 mét vuông đất trị giá gần 400 triệu đồng để mở rộng tuyến đường rộng từ 3,5 đến 5 mét, tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho người dân. Trong quá trình thực hiện, địa phương sẽ hỗ trợ gạch và xi măng, thôn hỗ trợ ngày công giúp gia đình xây lại cổng và bờ rào. Được biết, năm 2021, nhân dân xã Đan Trường đã hiến trên 1.000 mét vuông đất, mở rộng nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn.